Malaysia muốn đăng cai SEA Games 2027 sau khi Brunei xin rút lui. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã liên hệ với Malaysia để làm chủ nhà thay thế sau khi Brunei xin không đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027. Chủ tịch Ủy ban Olympic Malaysia OCM, Tansi Muhammad Noya Zakaria xác nhận Malaysia đang cân nhắc khả năng đăng cai SEA Games 34 vào năm 2027. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, SEA, đã liên hệ với OCM sau khi Brunei xin không đăng cai. Trong cuộc họp hôm nay, Sư đã liên hệ để Malaysia làm chủ nhà SEA Games 2027. OCM đã sẽ chuyển thông tin này tới chính phủ và sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này trong những buổi họp sau. Ông Mohammad Noya cho biết, ông Mohammad Noya cho rằng Malaysia có cơ hội thuận lợi để đăng cai SEA Games sau khi nhận được thiện chí từ SEA. Si. Việc tổ chức SEA Games 2027 được xem là một bước chuẩn bị tốt để Malaysia tranh quyền đăng ASEAN 2038. Tuy nhiên, OCM sẽ cân nhắc tình hình tài chính và những diễn biến của dịch COVID-19 ở Malaysia trước khi đưa ra câu trả lời chính thức với Xi. Ông Mohammad Noya cũng cho biết, Malaysia sẽ phải đánh giá thêm về tình trạng cơ sở vật chất và năng lực của các vận động viên trước khi bày tỏ mong muốn tổ chức ASEAN 2003. 18. Trước đây, Malaysia từng 6 lần làm chủ nhà SEA Games vào các năm 1965, 1971, 1977, 1989, 2001 và 2017 nhưng chưa từng đăng cai tổ chức ASEAN. Trong khi đó, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022, SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2023 và SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2025.